Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 1 tháng 5 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ, cờ đỏ sao vàng không đại diện cho người dân. Vụ cô giáo lãnh án 5 năm tù vì 45 triệu đồng, Tòa án Nghệ An yêu cầu báo cáo chi tiết. Tính đến ngày 1 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 34 người chết vì tai nạn giao thông, 7 ca tử vong vì Covid-19. Trung Quốc đồng ý thảo luận về quyền đánh bắt cá ở Biển Đông với Philippines. Tôi biết các bạn là những người Việt thực sự. Nhiều người khuyên rằng lá cờ Cộng sản Việt Nam thật ra không đại diện cho người Việt Nam. Một người trẻ Mỹ tên là Driver Benson cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ đứng phát biểu trước những người Việt biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Chiều 30 tháng 4 năm 2023, hàng chục người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington DC và các vùng phụ cận đội mưa tưởng niệm 48 năm biến cố 30 tháng 4 và cùng biểu tình lên tiếng đòi tự do và dân chủ cho người dân ở trong nước. Anh Driver Benson từ đầu đến cuối cầm lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cùng hai người bạn Mỹ khác của mình đến tham gia tưởng niệm và sau đó là đến cuộc biểu tình. Anh cho rằng Hoàng Kỳ mới thực sự là lá cờ của quốc gia Việt Nam. Bởi vì cờ đỏ sao vàng đại diện cho chủ nghĩa quốc tế, nó không đại diện cho đất nước. Đó là lý do vì sao các quốc gia theo Cộng sản thường sử dụng cờ đỏ sao vàng, bởi vì chủ nghĩa của nó là đại diện cho sản phẩm quốc tế Cộng sản. Anh cho rằng có nhiều người Việt ở trong nước ủng hộ lá cờ này nhiều hơn mọi người nghĩ. Anh khẳng định, nếu bạn thực sự quan tâm đến đất nước của mình và bạn quan tâm đến văn hóa, cũng như bản sắc của bạn và mọi thứ đi kèm với nó, âm nhạc, thơ ca, văn học, mọi thứ, bạn cần phải là một người yêu nước và ủng hộ đất nước. Lịch sử và di sản của bạn chính là lá cờ này. Đây là lá cờ 1.000 năm tuổi, chứ không phải lá cờ Cộng sản quốc tế như lá cờ kia. Ông Kevin Phạm, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở vùng thủ đô Washington DC, nói với Đài Á Châu Tự Do. Tôi nghĩ là có những điều chúng ta, thứ nhất là cái quyền tôn trọng của con người, thứ hai đó là chúng ta phải bảo vệ cái đất nước của chúng ta. Chúng ta không thể nào để đất nước Việt Nam cho rơi vào một cái thế lực quốc tế nào khác. Ông Kevin Phạm đưa ra nhận xét về mối quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian gần đây. Theo cái nhìn của tôi từ một người Mỹ gốc Việt đây thì tôi thấy là dường như chính phủ Mỹ đã có một cái chính sách cởi mở, nhưng mà tôi hy vọng là bên chính phủ Việt Nam chúng ta phải hiểu rằng đó là chúng ta phải thay đổi gì để mà có thể mà tiếp tục một cái quan hệ với chính phủ nước Mỹ bên này. Tuy nhiên ông Tim Lê, một thành viên của ban điều hành cộng đồng người Việt ở khu vực, cho rằng hai nước khó có thể nâng cấp quan hệ ngoại giao song phương lên tầm đối tác chiến lược do sự thiếu thành thật của Hà Nội. Ông nói: Việt Nam Cộng sản là một cái bộ máy lật lọng và xã quyệt. Chúng không thể là một người bạn tốt lâu dài với bất cứ ai trên thế giới này cả. Ngay cả hiện giờ cũng đã bao nhiêu chục năm nay, chúng đang đi bước chân song phương, vừa kết giao với Trung Cộng và cũng vừa theo bờ đỡ nước Mỹ. Họ chỉ dựa trên cái vấn đề lợi dụng nhất thời và tạm thời thôi. Theo ông, nước Mỹ cần phải sử dụng các đòn bẩy kinh tế, quân sự và ngoại giao để buộc nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay tôn trọng quyền con người. Ông Tim Lê, người phụ trách cuộc biểu tình hôm nay, cho biết: Người Việt ở hải ngoại cũng luôn luôn hỗ trợ và sát cánh về tinh thần cũng như và vật chất nếu cần cho đồng bào quốc nội đứng lên để đòi hỏi và giành lại cái sự độc lập và dân chủ và nhất là cái tiếng nói cái nhân quyền của mình. Anh Andrew Greene, một trong ba người bạn trẻ Mỹ tới cuộc biểu tình, nói với Đài Á Châu Tự Do: Yeah, I'm out here just to support the South Vietnamese and honor the legacy of. Tôi đến đây để ủng hộ những người bạn Việt Nam và vinh danh di sản của những người đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản và khủng bố trên thế giới. Tôi ủng hộ tự do và giải phóng người Việt khỏi chủ nghĩa cộng sản. Về triển vọng nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược, anh Andrew cho rằng trước sự hung hăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, việc Hoa Kỳ thiết lập đối tác chiến lược với nhiều quốc gia trong khu vực là điều rất cần thiết. Jessie Lee và Alan Lee là hai chị em có bố mẹ là người Việt và gia đình họ sinh sống ở tiểu bang Maryland. Họ không hiểu nhiều về Việt Nam, cho dù bố mẹ họ cố gắng giáo dục con cái, giữ văn hóa truyền thống. Cô Jessie Lee nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh Việt Nam: Today is the day Vietnam lost the war, right? So it's sad. It's sad, but ngày hôm nay là ngày miền Nam thất trận phải không? Do vậy rất là buồn. Tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy cộng đồng người Việt ở Virginia để chúng tôi tưởng niệm cùng nhau và hỗ trợ cho nhau. Hôm 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt cô giáo Lê Thị Dung,
nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hưng Nguyên, 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngay sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Ngay sau khi bản án được tuyên, nhiều bình luận xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng đây là bản án bất công, đồng thời so sánh bản án này với những trường hợp giới chức nhà nước khác làm thất thoát hàng tỷ đồng, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mà không phải chịu mức án như vậy. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Trần Quốc Cường, chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã nắm bắt dư luận và yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể, chi tiết. Ông Cường nói với báo chí rằng, vụ án sẽ được hội đồng xét xử phúc thẩm nghiên cứu, đánh giá khách quan và xét xử theo đúng quy định pháp luật sau khi bà Dung kháng cáo. Gần 800 người tử vong trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, trong đó có 34 nạn nhân tai nạn giao thông, 7 người tử vong vì COVID-19. Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho truyền thông hay tin trên trong chiều ngày 1 tháng 5, dựa theo báo cáo tổng hợp thông tin của các cơ sở y tế tại 63 tỉnh thành và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Chỉ tính riêng từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 đến 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5, Cục Khám chữa bệnh cho hay có khoảng 1.500 người phải nhập viện vì tai nạn giao thông, 330 ca nặng phải chuyển viện, 19 ca tử vong, 47 ca nặng nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện. Riêng trong ngày 1 tháng 5, theo nguồn tin từ Cục Cảnh sát Giao thông C08 thuộc Bộ Công an, Việt Nam ghi nhận 24 vụ tai nạn giao thông khiến 10 người chết và 19 người bị thương. C08 cũng cho hay đã xử phạt hơn 3.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 nghỉ lễ, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng và tước hơn 2.000 giấy phép lái xe các loại. Cùng với đó, số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng. Vẫn theo Cục Khám chữa bệnh, trong 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 đến thời điểm này là 7 người. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup mới đây ban hành nghị quyết giải thể Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Grand Prix. Công ty được thành lập ra vào năm 2018 để thực hiện ước mơ đưa đường đua xe công thức 1 Formula One F1 về Việt Nam nhưng không thành. Báo Nhà nước đưa tin cho biết công ty con do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu có 100% vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Công ty này ban đầu có 100% vốn góp bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh VinFast, công ty chuyên sản xuất xe điện non trẻ của Việt Nam. Sau đó, toàn bộ vốn góp này được chuyển nhượng về cho Vingroup. Vào năm 2018, Việt Nam đã ký một thỏa thuận 10 năm với những nhà tổ chức F1. Chặng đua F1 đầu tiên tại Việt Nam được dự định tổ chức vào tháng 4, 2020 tại Mỹ Đình, Hà Nội. Chặng đua dự kiến được tổ chức trong một tuần, một loạt các cơ sở hạ tầng phục vụ cho cuộc đua đã được xây mới. Hà Nội đăng cai tổ chức, nhưng chi phí đăng cai do Việt Nam Grand Prix chi trả cho F1. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 xảy ra vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, kéo dài suốt 2 năm, đã khiến toàn bộ kế hoạch của chặng đua đã bị hủy. Toàn bộ đường đua với độ dài 5.607 km. Và các hạng mục cố định đi kèm được thi công trong 11 tháng đã bị bỏ không. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. mới đây cho biết Bắc Kinh đã đồng ý thảo luận với Manila về quyền đánh bắt cá ở Biển Đông và khi Philippines tố cáo hải cảnh Trung Quốc sử dụng các chiến thuật gây hấn với tàu tuần duyên của Philippines gần đây ở Biển Đông. Tổng thống Philippines nói với báo giới trên chuyến bay đến Washington rằng một đường dây giao tiếp trực tiếp cần phải được thiết lập. Tổng thống Marcos Jr. nói rằng Bắc Kinh đã đồng ý ngồi xuống nói chuyện với Manila về quyền đánh bắt cá. Ông cũng đã yêu cầu tuần duyên Philippines và Bộ Ngoại giao đưa ra một bản đồ về các ngư trường này. Ưu tiên chung là để bảo vệ chủ quyền trên biển của chúng ta, Tổng thống Marcos Jr. nói với phóng viên. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Washington vào ngày 1 tháng 5. Trước chuyến thăm tới Mỹ, Tổng thống Philippines cho biết ông sẽ thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ hơn với Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng nghe trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.